Hello hello, chào mọi người nhá. Chào bạn quay trở lại channel của mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ làm cái top 2 khẩu M4 đắt nhất, xịn nhất của kích luôn anh em nhá. M4 là một ăn gấu bít với cả Demon Link bít, thiên sứ với ác quỷ đây. Clip cũ ẩn hết rồi. Anh em muốn xem lại cũng có chết mình luôn đi. Đây là phải triển khai làm lại những khẩu súng hot nhất cho các bạn ngay. Anh em chán lên YouTube, gõ tên súng và tiền zombie thôi là có ngay. Úi giời ơi, ăn là sao được. Riêng khẩu này zoom non bơi hết vào đây nhá. Bao nhiêu con cũng là đủ thôi. Tôi chém được thế nhỉ, cố lên anh ơi. Luôn có một fan chân chính trong phe chiến binh của Vũ Anh. Lúc nào cũng muốn anh chiến thắng. cái gì đây, hút xác kìa, đằng sau kìa người anh em ơi, đằng sau có zoom kia kìa. Chả chịu để ý cái gì, mày chết này. Chi ta đi nháy kìa. Có hồi máu đây không? Ôi giời ơi chị ơi, dễ đoán quá cơ. Thế thì em lại xin thôi. 2v8 à? Mày chết nữa này, bao nhiêu con cũng là đủ nhá. Vào hết đây. Từ khi cầm cái khẩu M4-1 này mình chưa biết sợ bố con zoom thảo luôn. Úi ôi giời ơi, định mệnh con đứng đây hóng hạc ghê thế. Bỏ mẹ tôi rồi, hai thằng tơ nó còn sống nguyên rồi. Chị ơi, em nói thật nhá, tuy body em 83 cân thật đấy, ăn rất nhiều, nhưng mà hai thằng tơ này nó hơi quá sức rồi, luốt trôi làm sao được. Định mệnh nó nhìn nó ngán chưa kìa. Bơi sang đây để nó vẫn hều được của mình cái giáp, cho tôi chết đi rồi. Ôi, không đeo tai nghe à? Anh Tơ làm gì đấy, em sang đây rồi cơ mà. Còn này tuy là bắn nó êm thật ý, nhưng mà ít nhất anh cũng phải định hình được em ở đâu chứ. Vừa chửi nó cái, nó cho mình ngay có bom đồ cú lạn quân giết người. Đầu xanh nữa, cái thằng Tơ nó không lên, nó lại đứng dưới, nó giặt bom, tôi biết ngay mà lại mẹ bố nữa. Úi giời ơi, mày chết nữa này, ôi giời. Dám sướng quá cơ. Thế này thì ăn làm sao được, đắp bom xịt rồi. Anh Tơ rất tốt nhưng mà em rất tiếc nha. Tơ ơi, soi đờ win. Ôi trận này thế mà sống đấy. Tiếp tục clip ơi, phòng kia 17 hiệp mất rồi. Qua bên 4 thường làm tí các bạn nhé. Lại đổi gió. Mình biết các bạn xem clip như đang thưởng thức một bữa ăn. Nó phải đổi món liên tục. Ôi giời, cái zoom nó chém kìa. Đứng ở trên bàn thờ nhìn các bạn zoom vã nhau như này, một cảm giác nó thật tuyệt vời. À đồ chị cưng thi à. Thôi chị chém bàn thờ kệ chị nhá. Nước sông nó không phạm nước giếng. Hy vọng tí nữa gặp nhau chị đừng chém em. TP ơi, sấy tơ TP ơi, giã bỏ mẹ tơ đi. Đây rồi, nhấp nháy đây rồi. Mày chết này. Quay lại mà trả thù đi chứ còn cái gì nữa anh Diệt ơi. Hai cận chiến, thơm mồm bổ phổi. Chém được tơ rồi thì chặt lấy bung lụa thôi chứ còn cái gì nữa nhỉ. Nhấp nháy nữa nào. Bạn ơi chạy làm cái gì. Mày nhớ này. Thôi xong, mất luôn cái giáp của em rồi bạn Zomlon ơi. Tự nhiên cảm xúc nó đi xuống thế nhỉ. Mà sao vẫn chưa có hero thế này. Ôi trời ơi, thằng kia nó cầm team pin nó săn zom như này. Chết em rồi. Không coi cái bài nên chết là nó mất tự tin lắm luôn đấy. Ôi ép rồi. 1v7 à, bơi hết vào đây. Bố mày lại sợ mày lắm luôn nhá. Ôi giời ơi, vẫn chạy được, nó chưa vồ được. Mình với bạn cưng thi gạ đòn nhau hơi căng ấy nhỉ. À đồ con này trâu quá. Tầm mày đam cuối rồi. Nó sấy zoom tiến hóa thì một tí được cũng chết thôi. Bay rất cao, đúng rồi, nhấp nháy được kìa. Ok, sao lại chạy nhút nhát đi cái mức đấy là cùng mẹ bố nữa. Nhìn có nhấp nháy rõ rãi ra anh em ạ. Mặc dù ăn multi kill cũng sướng đấy, nhưng mà chơi mấy khẩu súng này không cận chiến nó cứ ngứa tay kiểu gì ấy. Ôi giời ơi chị cương thi ơi, sao lại đi có một mình thế này. À đồ, anh kia chớp hết máu đứng sau à, tết thì em xin cả đôi luôn. Soi được win. Lady and gentlemen, thí sinh tiếp theo của chúng ta đó chính là M4-1 Demon Link Beat. Một khẩu súng nó quá đẹp các bạn ạ, mỗi khẩu một vẻ, nhưng mà có một điểm chung đó là nhiều tiền. Giá trị của hai em đó nó không thể bàn cãi rồi. Đây chị y tá ơi, nó chưa gì nó cho em test cận chiến thế này. Em cảm ơn chị nhá. Quay đây các bạn nào nữa không nhỉ? Mình đang cần rất là nhiều zoom. Hello my baby, ok sao lại chạy đây đứng im quay lưng vào người mình chứ. Nhưng như thế này các bạn bảo thuê diễn viên thì mình cũng phải chịu thôi. Cái thằng này nó diễn lộ quá cơ. Mình biết là nó lên mà định mệnh nó đảo như răng lạc ấy, khó chém thế kìa. Nhưng mà không sao, chúng ta đã không có duyên với nhau thì mình chơi là khác. À đủ.
Ui giời ơi, zoom đỏ định mạnh luôn, nó chạy như lắp tên lửa với đít kìa. Còn ông nào một con zoom này nó yếu được không? Đây đây, slow down. Từ nãy giờ bạn me mình cũng nhiều mà mình cũng lóng mắt bạn lắm rồi đấy nhá. Mày trâu này, từ nãy thì giờ rồi vờn kinh quá cơ. Cuối cùng mình vẫn là người cười, tiền win nhé. 1-9 à, kèo này cũng căng đấy. Nếu mà có cái giáp thì mình nghĩ là mình win được. Ui. Ui. Ui em xin bye bye nhé. Siêu hình các bạn zoom. Cận chiến xong tư quay ra nhìn lên phía trước. Thôi xong bị quay rồi. Thôi xong rồi, đông như thế này thì chảy cối làm sao được. Em xin mạn phép biến hero nhé. Chạy thôi, còn có 1.700 như này xuống để cho nó chém chết à. Mày đi một mình này, riêng solo chưa ngán bất kỳ bốn con nào luôn. Chỉ ngại quay hội đồng thôi. Sang đây nữa này, làm sao mà ăn được các bạn ơi. Con 700 máu này. Mày vẫn lên để soi đờ win. Mút dồn nó xuống. Mút tiếp thôi anh em ơi. Hello chị cực kỳ. Chân dài tí nách lông lách chùm đi tí chân. Chị leo lên đây làm cái gì? Em xin luôn. Riêng zoom đứng im thì không bao giờ mình để thoát được. 3-11 kìa. Nhìn con hủy diệt sạch lẹ như kia tắt lưng nha. Nhìn anh nó cứ trâu trâu kiểu gì. Úi giời ơi. Úi xác kìa. Úi ơi, bỏ mẹ tôi rồi. Không lùa hello tia này lãng vãng đây làm cái gì nhỉ? Bất ngờ chưa, đi một mình này. Đã bổ rồi. Riêng solo chưa ngán bất kỳ bốn con zoom nào luôn. Nhưng mà có tự hồi sinh thì chịu nhá, không chơi được. Ôi trời ơi anh ơi, em đã cố bắn rồi, cái gì thế này? Y tá mắc tiến hóa nữa luôn ạ. Ui, thôi, chỗ này mình có cảm giác là có điểm rồi đấy. Mất giáp rồi, tinh thần chiến đấu nó không có nhiều đâu. Nhấp nháy kìa. Ôi trời ơi, mình xin. Trở lại cái chiến hai con zoom mắc tiến hóa. Cảm xúc nó lại thăng hoa rồi. Tầm này chết các bạn cũng tha thứ cho mình đúng không? Không cần biến hero. Cái thằng làn tơ kia nhá, tay mày đã vấy máu hai người đồng đội của tao. Tao sẽ quyết tử để trả thù được chưa? Đi ra đây nào, thằng tơ ra đây. Tất cả những con zoom khác đi ra kia. Mình giết xong thằng tơ rồi mình cho các bạn giết mình cũng được. Ok chưa? Ôi giờ này rơi xuống anh ơi. Em đã bắn rất là lắn lót rồi. Sao anh đang nhảy xin anh sợ à? Mày chết nhảy cao thế. Chân dài vãi cho trưởng ra. Thôi đi ra đi. Đừng lại gần mình nữa. Không vô là thằng tơ này rồi. Lại đứng im chứ lại không đuổi mình. Cái thằng này như cái thằng giờ người ấy. Giờ clip chưa đủ dài nên là chúng ta lại tiếp tục mút thôi. Bây giờ cứ clip ngắn này anh em, comment nói luôn. Bảo mình cắt bớt thời gian của các bạn. Ui, tôi nghe những câu đấy một tôi sốt hết cả ruột. Thế là lại phải chén thôi. Và đây. Á đồ. Ôi cái hút xác này, ôi bạn ơi, đang solo với chiến binh mà. Sao hút xác nó vô duyên thế? Ôi giời ơi, mất giáp nhưng mà không sao. Được cái pha liên hoàn cận chiến như này là quá tuyệt vời rồi. Được. Đâu đâu, anh em zoom ép mình cho mình biến hero nào. Tầm này chết ngu rồi, đen lắm. Ê, lên ở trên đây rồi. Mất giáp rồi, nên là cho phép mình quay tay đi nhá. Cầm cầu này quay tay là nó cũng kiểu có lỗi lắm đi. Nhưng mà thôi, lại đổi gió cho anh em. Ê, thôi, anh yếu lắm rồi mà sao anh cứ quay mông của mặt em thế. Anh phải cảnh giác chứ. Ai cũng có phần nào các bạn ơi. Tự nhiên một pha chết đôi à. Mình đã bảo bắn một đứa thôi để còn để giành cận chiến. Hơi tiếc. Con zoom này đi có một mình này. Ơ kìa. Lại có đứa nẻ loi thì mình xin thôi. À, chị tá đi đâu đấy? Sao này lúp lúp thế này? Thời gian nó còn nhiều đâu. Đứa ăn cá ngã về mo xứ đi. Biết đâu chị để sơi được em thì sao? Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Sau đây mình xin một chút ít thời gian cho anh em dành cho tâm sự nhé. Đây là tâm sự thật chứ không phải là mình cắt xén video đâu. Nhiều bạn comment nó đau ở đây này. Thời gian qua này các em biết rồi, mình về ấn rất là nhiều video từ 2019 đến giờ cơ. Mất rất là nhiều clip của các bạn. Nên là nhiều khi anh em muốn xem lại một cái khẩu súng nào đấy lên YouTube tìm lại không có. Mình có lỗi quá cơ, mất bao nhiêu review luôn, xót hết cả ruột. Nên là thời gian ở đây mình sẽ kiểu như tổng hợp lại những khẩu súng nó hot ấy, mình làm lại luôn cho anh em. Để chỉ cần các bạn nhớ thôi, các bạn lên YouTube tìm là có luôn rồi, chứ không xem video ở đâu. Nhưng mà anh em yên tâm nhá, súng mới ra thì chắc chắn mình vẫn làm thôi. Chỉ trừ những khẩu súng nó sơn phết không có gì đặc biệt, chơi nó mất hứng thì mình mới bỏ thôi. Chứ nội dung mới kênh mình đã bỏ bao giờ đâu. Tiền chăm chỉ mà lại đây nhá.
Đây là tôi giải thích cho công nhá. Chứ nhiều ông không biết này cứ bảo tôi là suốt ngày làm đi làm lại những khẩu súng này. Mày không thấy chán à? Lại cứa vào tim mình nữa rồi. Tiền chăm chỉ mà lại. Tiền chăm chỉ mà các bạn cứ nói như thế thôi. Ôi bye bye anh em nhá. Clip ngày hôm nay mình dừng ở đây thôi. Đừng quên để lại cho mình một like như một comment nhá.